Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này, top 5 loại hạt được xem như là thuốc bổ trời ban. Và nội dung thứ hai, bật mí cách ăn cam ổn định đường huyết và lại sống thọ hơn. Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên. Việc bổ sung nước cho cơ thể là điều không thể thiếu để duy trì sức khỏe và ổn định sống, đúng không quý cô bác anh chị? Tuy nhiên, bằng cách kết hợp nước uống với các loại hạt dinh dưỡng thì chúng ta lại có thể là tăng cường thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và 5 hạt kể sau đây mà kênh Sức Khỏe Tốt sau khi ngâm thành nước uống muốn kể cho quý cô bác anh chị không chỉ mang lại hương vị mới mẻ mà còn cung cấp một cái lượng dưỡng chất quý giá giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Hãy thử ngâm các loại hạt này vào nước và cảm nhận sự thay đổi tích cực cơ thể mỗi ngày. Hạt chia. Hạt chia là một nguồn cung cấp chất xơ, omega 3, protein và nhiều loại khoáng chất khác nhau như là canxi, magie và sắt. Khi ngâm vào nước thì hạt chia nở ra tạo thành lớp gel bao phủ, giúp cung cấp thêm độ ẩm và tạo cảm giác no lâu hơn. Uống nước hạt chia không chỉ giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hơn nữa thì omega 3 trong hạt chia giúp giảm viêm và cải thiện chức năng não bộ. Hạt lanh. Hạt lanh thì chứa nhiều lignan, một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ cùng với chất xơ và omega 3. Khi ngâm vào nước thì hạt lanh trở nên mềm và dễ tiêu hóa hơn, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Nước hạt lanh thì không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa mà còn hỗ trợ giảm cholesterol, cân bằng hormone và cải thiện sức khỏe da. Ngoài ra thì lignan trong hạt lanh còn có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư. Để làm nước hạt lanh, bạn cần ngâm 1-2 muỗng canh hạt é vào một cái cốc nước, để trong khoảng 15 cho đến 20 phút cho hạt nở ra, sau đó khuấy đều và uống. Hạt sen. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Hạt sen từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một loại thảo dược quý giá. Ngâm hạt sen trong nước sẽ giúp giải phóng các cái dưỡng chất như là protein, kali và các vitamin B cần thiết cho cơ thể. Nước hạt sen không chỉ giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, hạt sen còn có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và cải thiện trí nhớ. Hạt óc chó. Hạt óc chó là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega 3 rồi, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa khác. Khi mà chúng ta ngâm vào nước thì hạt óc chó trở nên dễ tiêu hóa hơn và các cái dưỡng chất cũng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn. Nước hạt óc chó giúp tăng cường cái sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phát triển trí não và cải thiện tình trạng viêm nhiễm. Hơn nữa thì omega 3 trong hạt óc chó còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường và cao huyết áp. Để làm cho nước hạt óc chó thì bạn cần ngâm hạt trong nước qua đêm, sau đó xay nhuyễn và lọc bỏ bã. Hạt điều. Hạt điều không chỉ giàu protein, chất xơ mà còn chứa nhiều vitamin và cái khoáng chất như là đồng, magie và sắt. Ngâm hạt điều trong nước sẽ giúp tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Nước hạt điều còn có tác dụng làm dịu hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe xương khớp và cải thiện làn da. Đặc biệt thì hạt điều còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch nhờ vào cái hàm lượng chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa. Để làm nước hạt điều, bạn chỉ cần ngâm hạt điều trong nước ấm khoảng 2 cho đến 3 tiếng, sau đó xay nhuyễn cùng nước và lọc bỏ bã là có thể là uống được rồi. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Bí quyết ăn cam giúp người tiểu đường ổn định đường huyết, sống thọ hơn. Cam là loại quả giàu vitamin C và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường cần có cách ăn cam riêng để kiểm soát đường huyết hiệu quả. Cam là một loại trái cây giàu vitamin C cùng với các khoáng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe. Với chỉ số đường huyết GI trung bình là 40,
thì cam được xem là an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường rồi. Tuy nhiên thì cam vẫn chứa một lượng đường nhất định. Cụ thể là trong 100g cam thì có khoảng 12 cho đến 15g đường. Do đó, người bị tiểu đường có thể tiêu thụ cam nhưng cần hạn chế số lượng để tránh tình trạng tăng đường huyết. Để đảm bảo bảo vệ sức khỏe, người mắc bệnh tiểu đường nên ưu tiên ăn cam thay vì uống nước ép. Việc tiêu thụ nước cam có thể là khiến bạn mất đi một phần chất xơ quý giá và làm tăng cái lượng đường trong máu. Ăn cam nguyên quả mang lại lợi ích tốt hơn vì phần xác của quả cam giàu chất xơ. Cái chất xơ này sẽ giúp rất là quan trọng trong quá trình chậm phát triển hấp thu cái chất đường vào trong cơ thể và từ đó kiểm soát cái mức đường huyết sau bữa ăn hiệu quả hơn. Lợi ích của cam với người bệnh tiểu đường. Cam là nguồn thực phẩm phong phú về vitamin và khoáng chất. Một quả cam trung bình có thể cung cấp khoảng 91% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác động của stress oxy hóa. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, nhu cầu về vitamin C thường cao hơn để hỗ trợ trong việc chống lại các tác động của stress oxy hóa. Bên cạnh đó, một quả cam trung bình cũng chứa khoảng 12% giá trị folate cần thiết mỗi ngày. Dù có kết quả nghiên cứu không đồng nhất, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng khoáng chất này có thể giúp giảm mức insulin và cải thiện tình trạng kháng insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm thiểu các triệu chứng liên quan đến bệnh mắt ở người tiểu đường. Tăng cường hệ miễn dịch. Cam là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bệnh nhân tiểu đường và hỗ trợ làm mờ các vết nám trên da do lượng đường trong máu cao. Ngoài ra thì với hàm lượng đường tự nhiên rất là thấp, người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể yên tâm rằng việc thưởng thức cam sẽ không làm gia tăng mức đường huyết của họ. Cung cấp chất chống oxy hóa. Cam là một nguồn cung cấp phong phú flavonoid. Loại chất chống oxy hóa này hỗ trợ người tiểu đường trong việc chống lại viêm, giảm stress oxy hóa, cải thiện tình trạng kháng insulin và tăng cường độ nhạy insulin. Ngoài ra, cam còn chứa anthocyanin, một nhóm flavonoid thường thấy trong các loại trái cây và rau củ quả có màu sắc đỏ, tím hoặc là xanh lam. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các loại hợp chất này có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa, giảm thiểu các cái biến chứng tim mạch và tình trạng viêm liên quan đến bệnh tiểu đường. Người bị bệnh tiểu đường thì nên ăn bao nhiêu cam là hợp lý? Đối với bệnh nhân tiểu đường, việc tiêu thụ cam cần được cân nhắc cẩn thận dựa trên cách ăn uống và kiểm soát cái lượng carbon hydrate trong thực đơn hàm ổn định cái lượng đường huyết. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, thì lượng carb khuyến nghị cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thay đổi tùy theo giới tính, độ tuổi, mức độ hoạt động, mục tiêu cân nặng và nhiều yếu tố khác. Trung bình thì mỗi bữa ăn nên chứa từ 45 cho đến 60g carb. Cam cũng cung cấp một lượng carb nhất định, khoảng 15g cho một quả cam cỡ vừa. Dựa trên số liệu này, cùng với sự tư vấn cụ thể từ bác sĩ về nhu cầu cá nhân, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần ăn cho phù hợp. Ngoài việc tính toán khẩu phần, thì việc theo dõi đường huyết trước và sau bữa ăn khoảng sau 2 giờ là rất quan trọng. Mục tiêu là giữ mức glucose trong máu không vượt quá 180mg trên 1 dl. Nếu mức cái đường huyết vượt ngưỡng này, bạn nên điều chỉnh lại khẩu phần ăn cho hợp lý. Thời điểm mà uống nước cam tốt nhất cho người bệnh tiểu đường. Đối với lại nhiều người khỏe mạnh thì việc tiêu thụ trái cây có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Tuy nhiên, với bệnh nhân tiểu đường, việc ăn cam cần được cân nhắc về thời điểm. Cụ thể thì nên tránh uống nước cam ngay sau khi bữa sáng hoặc là vào buổi tối. Thời điểm lý tưởng để thưởng thức cam là giữa các bữa ăn chính, như là giữa bữa sáng và bữa trưa hoặc giữa bữa trưa và bữa tối. Cần lưu ý rằng không nên uống cam khi cảm thấy quá no hoặc quá đói, vì điều này có thể gây ra sự biến động trong mức đường huyết. Ngoài ra, nếu đang gặp tình trạng tiêu chảy, việc tiêu thụ sử dụng cam cũng nên được hạn chế. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.